Khi mà chúng ta đã biết được cái dấu hiệu mô hình Ponzi ấy, thì chúng ta vẫn đặt một cái câu hỏi rất là lớn, một cái câu hỏi why đúng không? Rất là to, to đùng ở đây. Tại sao? Tại sao? Đấy, quý vị có tự hỏi không ạ? Anh chị em có tự hỏi là tại sao không ạ? Tại sao mà vẫn có rất là nhiều người sa chân vào những cạm bẫy tài chính Ponzi như vậy? Đây là một cái câu hỏi là mình cũng thấy là nhiều các cái sân sàn đã sập, rồi nhiều các cái vụ, các cái mô hình tài chính Ponzi đã bị phơi bày mà vẫn có nhiều người sa chân vào cạm bẫy tài chính. Tại sao là như vậy? Một cái câu hỏi rất là lớn. Vâng, để chúng ta cùng đi về đến với cái câu trả lời như sau. Thứ nhất là nhiều các nhà đầu tư hay là các anh chị em vẫn sa chân vào cái cạm bẫy tài chính, vào mô hình Ponzi. Điều đầu tiên, thứ nhất là nhà đầu tư không am hiểu về thị trường tài chính. Đó, cái điều đầu tiên là không am hiểu về thị trường tài chính và kiến thức kinh tế còn hạn chế, rất là nguy hiểm phải không ạ? Khi mà chúng ta là nhà đầu tư mà chúng ta lại không am hiểu về thị trường tài chính, một điều cực kỳ là nguy hiểm. Đầu tư vào lĩnh vực gì đó thì chúng ta phải am hiểu về lĩnh vực đó, và đầu tư vào tài chính thì chúng ta phải am hiểu về thị trường tài chính, đó là điều đương nhiên. Cái tiếp theo đó là cái gì? Kiến thức kinh tế còn hạn chế. Đã, chúng ta đơn thuần chúng ta chỉ nghe theo thôi, nghe theo những gì người ta nói, nhưng chúng ta thiếu kiến thức về kinh tế, chúng ta không phân tích được cái thông tin người ta nói, thiếu am hiểu về thị trường tài chính, nên chúng ta sẽ dễ bị sa chân vào các cạm bẫy tài chính và các cái dự án mô hình Ponzi. Thứ hai là nhờ nhà đầu tư mờ mắt, đó, mờ mắt về cơ hội làm giàu nhanh chóng. Đấy, như cái đặc điểm vừa rồi là các cái sân sàn Ponzi người ta hứa hẹn những cái lợi nhuận là rất là cao và nhanh chóng, để giúp cho các nhà đầu tư trở nên giàu có. Và đây nhà đầu tư sẽ bị mờ mắt về cái cơ hội làm giàu này. Đó là một trong những cái yếu điểm của các nhà đầu tư, đó là cái lòng tham. Đấy, lòng tham của chúng ta đã bị các chủ dự án sân sàn tài chính người ta đánh đúng vào lòng tham của nhà đầu tư và làm cho nhà đầu tư mờ mắt về cái cơ hội. Họ vẽ ra cho quý vị, các bạn, các nhà đầu tư, anh chị em có một cái viễn cảnh giàu có một cách rất là nhanh chóng bằng cái việc lợi nhuận cao gấp hàng chục lần so với lãi suất tiền gửi ngân hàng. Vâng, cái lãi suất tiền gửi ngân hàng thì thực sự nó rất là thấp, cái này cái việc so sánh như vậy, đúng không ạ? Và lợi nhuận rất là cao đấy, cao có thể hàng chục lần như vậy, hàng vài chục lần đó, thậm chí hàng trăm lần, mà chúng ta cộng vào khi một năm nó lên hàng nghìn lần như vậy. Đó là những cái hứa hẹn lợi nhuận rất là cao. Và đặc biệt hơn là một trong những điều là có cộng với những cái hoa hồng khi mà giới thiệu thêm người chơi. Đó. Khi mà cái sân sàn nó hoạt động theo cái hình thức kim tháp ấy, thì nó có những cái hoa hồng từ người sau, nó móc túi người sau trả người trước. Và cứ mấy tầng như vậy họ móc cho sau trả trước. Và đó là những cái gì ạ? Đó khiến cho những cái người chơi họ rất là tham và họ muốn giới thiệu thêm rất là nhiều người. Thậm chí có những người biết là dự án đó là không tồn tại, dự án đó là scam, là Ponzi, nhưng vì sao? Vì đó là hoa hồng, vì lợi nhuận cao nên là lòng tham đã khiến cho họ mở mắt. Đó, giới thiệu thêm người chơi và lòng tham khiến họ mở mắt, một trong những điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng là như vậy. Tiếp theo, thứ ba là nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, đúng không? Mù tịt về công nghệ thông tin. Vâng, đây cũng là một trong những cái yếu tố mà các nhà đầu tư mới khi mà bước chân vào thị trường tài chính cũng hay sa bẫy vào những cái cạm bẫy của sân sàn Ponzi lừa đảo, vì họ mù tịt về công nghệ cả, họ lại nhờ những người ở trên thôi làm được, họ không biết gì về công nghệ, mù tịt về công nghệ thông tin, nói sao làm vậy, đúng không ạ? Ngay cả việc là vào tìm hiểu cái dự án đấy như nào, hay là vào tìm hiểu cái thông tin trong cái dự án đấy ra làm sao, họ cũng không biết đường vào. Như vậy là họ mù tịt về thông tin, là một trong những cái yếu điểm mà nhiều nhà đầu tư đã dính vào cái bẫy như vậy. Đó, đây là ba cái nguyên nhân chính mà anh chị em mà thiếu hiểu biết về thị trường tài chính, cũng như kinh nghiệm về kinh tế, cũng như là lòng tham, rồi những cái lợi nhuận là mờ mắt, và chắc chắn sẽ không tránh khỏi được cái cạm bẫy này. Và mình sẽ kết luận như này: thứ nhất là thiếu kiến thức đầu tư tài chính, đúng không ạ? Cộng với thiếu kinh nghiệm đó, cộng với lại muốn làm giàu nhanh, mình gọi đây là ăn sổi đi, tức là muốn ăn sổi, muốn nhanh, muốn giàu nhanh, nhưng mà muốn giàu nhanh nhưng lại thiếu kiến thức về đầu tư tài chính, thiếu hiểu biết về thị trường tài chính đó, thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm, chưa trải nghiệm, mới lần đầu đó, mới có những người lần đầu bước chân vào thị trường tài chính gặp ngay cái dự án scam. Nhưng một trong cái điều như này là muốn giàu nhanh, muốn ăn sổi, muốn ăn nhanh, nếu cái gì lâu quá thì lại không chờ đợi được. Muốn tôi phải giàu nhanh, giàu ngay và giàu luôn chứ không chờ đợi được lâu dài, và mình gọi là muốn ăn sổi.
Và đương nhiên cộng thêm một cái nữa đó là thừa lòng tham. Và tất cả cái điều này dẫn đến điều gì ạ? Thiếu kiến thức đầu tư tài chính cộng với thiếu kinh nghiệm cộng muốn giàu nhanh cùng với thừa lòng tham thì bằng mất tiền. Đó, tất cả đều trả giá bằng tiền, mất tiền và mất rất nhiều tiền. Và sa chân vào những cái cạm bẫy tài chính Ponzi.